Đừng bỏ anh, anh không thể nuôi con một mình được. Anh có thể. Những lúc con cười với mẹ nhìn lên trời. Hả? Bạn biết nói tiếng gì không? Tiếng Việt Nam. Tôi tên Hùng, bạn tên gì? Maika. Maika, thật là một cái tên siêu đẹp. Bạn cưới tôi nha. Tin của Hùng hả? Bạn ngoài hành tinh của Hùng hả? Mày đứng đó làm gì đó? Trả sai mặt trước của mẹ cho tao.